Vô trở lại với chuyên mục review bút giá rẻ thì lần trước mình đã giới thiệu về cái cây Fingerdance này rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cây bút khác. Đó là cây Fake BC Ma của Junior Pen Shop, cũng có giá là 70.000. Thì Ma là viết tắt của từ Marker, chính là cái tên của cái thân làm cái bút này. Thì mình sẽ nói qua về ưu điểm và nhược điểm. Sau một ngày trải nghiệm thì mình đã đúc kết ra được một số những cái vấn đề. Thứ nhất đó là đập vào mắt mình. Cái cây này là một cái cây nó khá là thời trang và nó phù hợp với thiết kế của một cái bút quay hơn là cái cây Fingerdance này. Cây Fingerdance này nó không phù hợp ở chỗ nào? Đó chính là những cái chi tiết nó được làm rất là ăn khớp với nhau, đến mức là các bạn sẽ rất là khó để mà có thể thay thế được. Nhưng đối với cái cây Fake BC Ma này thì các bạn hoàn toàn có thể thay được tip, grip và những cái ring trên này, các bạn có thể tháo bỏ ra được mà không có để lại những cái lỗ hỏng, những cái phần hỏng như là cái cây Fingerdance này. Ví dụ như mình tháo cái grip ra thì ở đây nó sẽ để lại một cái G, các bạn có thể thấy một cái G trên này đó, thì nó sẽ rất là xấu. Còn đối với cái cây này thì nó được làm hoàn toàn là từ những cái cây bút khác nhau, cho nên là nó không có để lại những cái như cái cây Fingerdance này. Về cái tên của cây này đó là Fake BC. Fake có nghĩa là đồ giả, tức là một cái cây BC giả. Thì nghe tới giả thì các bạn sẽ thường hơi khó chịu một tí. Nhiều bạn là mình giải thích Fake có nghĩa là đồ giả thì các bạn kiểu: ê anh ơi, cây này mua Junior anh ơi. Đó, thì thực ra Fake trong cái giò này nó đã được công nhận là một cái thể loại bút mà chúng ta có thể làm giống với cấu tạo của những cái bút nổi tiếng, nhưng mà cái chi phí nó rẻ hơn, dành cho những bạn nào thích cái thiết kế của những cái cây nổi tiếng nhưng mà các bạn không có đủ tiền thì các bạn có thể làm Fake, hoặc cao cấp hơn là Sub. Đó, chứ nó không phải là một cái dạng là lừa đảo gì cả. Đầu tiên là mình sẽ nói về ưu điểm của cái cây này. Thì về cái giá là 70.000, chỉ với 70.000 thôi mà các bạn đã có thể sở hữu một cái cây mod, thì chắc là ai cũng đoán được cái ưu điểm đầu tiên nhất của cái cây này là gì rồi. Chính xác, đó chính là cái thân nó khá là bám. Cái thân này nó cho mình cái cảm giác là khá là giống với cây Neko DC2 của mình. Và cái phần đường kính của thân thì nó cũng vừa phải, nó không có quá nhỏ mà nó cũng không có quá lớn, cho cảm giác là nó khá là tốt. Và nó thậm chí nó còn tốt hơn cả Super Tip. Về phần chữ trên thân thì mình đánh giá cao cái mực in, vì đối với những cái cây Super Tip thì chúng ta dùng chỉ tầm một ngày là nó bay sạch, không còn một cái dấu vết nào hết. Nhưng đối với cây này mình đã quay từ ngày hôm qua tới nay, tức là chắc cũng là gần 24 tiếng rồi, nhưng mà cái chữ nó vẫn còn nguyên và nó chưa có dấu hiệu chốc gì cả, cho nên là nhìn cái cây mod nó sang hẳn. Về cái khối lượng thì cái cây mod này nó nặng tương đương với lại cái cây Fake BC thật. Theo như mình đánh giá là nó gần như tương đương, vì hai cái tip được sử dụng là hai cái đinh tán. Thì cái đinh tán này nó không phải là một cái đầu bút mà nó là một giống như là một cái đinh, cho nên là nó khá là đặc, tạo cái cảm giác nó khá là nặng, nhưng mà cái chi phí nó lại không cao, cho nên là đó cũng là một cái ưu điểm đáng để kể trong cái video này. Về cái khuyết điểm thì đầu tiên đập vào mắt mình đó là cái chiều dài nó khá là ngắn. Mặc dù mình đã kéo cái grip nó hơi hở ra ngoài rồi, tức là ở đây nó đang có một cái khoảng hở, nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn rất là ngắn. Bởi vì anh Junior ảnh tiết kiệm kinh phí, cho nên là ảnh không có gắn bất cứ một cái cáp nào lên, ảnh chỉ gắn hai cái grip lên trên cái thân mặc định thôi. Cho nên là cái chiều dài nó mới như vậy, và nó sẽ phù hợp với những bạn tầm cấp 2, cấp 3. Còn đối với mình 20 mấy tuổi thì mình cảm thấy là cái cây này nó không hợp tay lắm. Nhưng mà thôi thì mình vẫn tôn trọng cái thiết kế của anh Junior. Nói chung là cái này nó sẽ tùy vào người sử dụng. Cái khuyết điểm thứ hai đó là anh Junior anh sử dụng là silicon để làm grip, chứ không phải là grip Doctor. Doctor grip thì nó tương đối là đắt tiền, cho nên là đây chỉ là một cái miếng silicon, tức là một cái dạng ống nước trong suốt mà người ta cắt ra để thay thế cho grip Doctor thôi. Và cái silicon thì nó sẽ rất là nhanh bị vàng. Các bạn không thể nào mà tránh khỏi cái chuyện đó, tại vì silicon với Doctor nó khác nhau về cái cấu tạo, cái thành phần cấu tạo nên nó khác nhau. Cho nên là các bạn không thể đòi hỏi chất lượng của silicon nó ngang với Doctor Grip được, mặc dù là nó nhìn nó tương đối giống. Và đó là những cái cảm nhận của mình sau khi sử dụng cái cây bút này một ngày.
Nói là một ngày thôi chứ thực ra là những cái nguyên liệu này mình đã từng tiếp xúc qua rồi, cho nên là mình cũng nắm được những cái đặc điểm của nó. Thì về cái giá là 70.000 thì mình nghĩ là các bạn sẽ không thể nào đòi hỏi hơn được. Các bạn không thể nào so sánh một cái cây bút 70.000 với lại một cái cây tầm như là Manua Emboss tầm 800-900 ngàn được. Đó thì tiền nào là của nấy, các bạn sẽ không có một cái thiết kế nó hoàn hảo, nhưng mà bù lại thì các bạn sẽ có những cái chất lượng nó tương xứng với lại cái giá tiền mà các bạn đã bỏ ra. Cá nhân mình thì vẫn cảm thấy đây là một cái cây bút khá là đáng mua cho những bạn newbie mới tập chơi mà các bạn chưa dám bỏ ra một số tiền lớn, 100-200 ngàn để sở hữu cây bút quay, thì đây là một cái sự lựa chọn phải nói là cũng khá là phù hợp. Và ok, thì nếu các bạn có muốn tìm bút quay thì liên hệ với juniorpenshop.mv.mn, mình sẽ để đường link ở phần mô tả video cũng như là Facebook của anh chủ shop. Anh chủ shop rất là nhiệt tình. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.